sau đây các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình không có ở nhà nữa, ngày hôm nay mình đã lên nhà trọ rồi nè các bạn. Lên nhà trọ mình thì đã dọn dẹp sạch hơn này nè. Thì hồi lúc trước các bạn mình ở phía trên dãy trên nó hơi là bất tiện cho một tí xíu, cho nên là bây giờ mình đã chuyển xuống nhà trọ này, nó đã rộng rãi và nó sạch sẽ hơn rất là nhiều, và mình đã dọn rồi nè các bạn. Cũng mình dọn xuống đây cũng khoảng mấy tuần rồi đó. Thì ngày hôm nay buổi sáng này á, mình đi học về, sáng nay mình học có 2 tiết các bạn, về giờ này cũng là 9 giờ sáng luôn rồi đó. Thì mình chuẩn bị đi nấu cơm ăn, khoảng 12 giờ là mình lại tiếp tục đi học tới chiều tối rồi. Hôm nay rất là buồn luôn các bạn ơi. Mấy bữa trước á, gia đình mình đoàn tụ rất là vui luôn, anh hai mình về rất là vui luôn. Ngày hôm nay á, thì hai anh em mỗi người một nơi rồi, ở nhà thì chỉ có cha với mẹ nữa. Không biết giờ này cha mẹ đang làm gì nữa. Mình nghĩ chắc là mẹ sẽ đang ở nhà một mình, còn cha mình lại tiếp tục ở ngoài ruộng các bạn. Không biết giờ này Bim Bim ăn uống gì chưa nữa. Rất là nhớ nhà luôn đó các bạn ơi. Mặc dù mình đi khoảng 4-5 ngày thôi nhưng mà rất là nhớ luôn. Ở trên đây có một mình các bạn. Nhiều khi về nhà trọ thấy buồn lắm các bạn ơi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, vì cha với mẹ mình á, thì bao nhiêu cực khổ, khó khăn thì mình sẽ cố gắng hết. Chỉ cần các bạn luôn bên cạnh mình, ủng hộ mình thì mình sẽ cố gắng thật là nhiều. Chắc bây giờ mình sẽ đi nấu cơm các bạn ơi, để kịp ăn thôi, chưa không có cơm ăn đi học tới chiều tối. Chân có mau mau nè, mình sẽ đem đi rửa và hấp trong nồi cơm luôn nha. Cơm mình cũng đã bắt lên rồi nè các bạn. Còn đây là cái chỗ mà mỗi khi đi học về tối mình ngủ nè các bạn ơi. Đây là cái chỗ ngủ của mình ở trên nhà trọ nè. Mình tới tặng hai cái gối ôm lần nào ngủ để có gì quay lại ôm để thôi buồn lắm các bạn ơi. Ở nhà ở đây không có gì thì ôm gối ôm cho đỡ buồn. Nhiều khi như vậy cũng gán các bạn ơi, biết rồi cũng quen. Không biết giờ này Bim Bim nó đang làm gì nữa các bạn ơi. Giờ này 9 giờ sáng á, thường thường ở nhà là buổi sáng mẹ em mình ở nhà của mình á là rất là bận rộn luôn, cho Bim Bim mau ăn nè, với dọn dẹp nhà cửa, nó nấu ăn cho cha nữa. Với lại cách về mẹ mình hay bệnh đó các bạn, mình rất là lo luôn á. Mỗi khi đi học xa mình rất là lo luôn, không biết mẹ mình ở nhà như thế nào nữa. Giờ rất là muốn điện mẹ luôn á. Thôi nhưng mà mình sợ ở đây mẹ mình lại nhớ mình đó các bạn ơi. Cuộc sống xa nhà nhiều khi tự nhiên khiến con mỏi mệt. Cuộc sống xa nhà mẹ cha hỡi con cảm thấy nhớ nhà. Giờ này là 9:16 rồi, chắc mẹ đang chuẩn bị nấu cơm quá. À, mình không có dám điện mẹ mình đâu các bạn ơi. Mình sợ mẹ mình nhớ mình lắm. Tại mấy bữa về mẹ rất là vui luôn. Anh hai với mình về đông đủ á, bữa nay đi hết trơn rồi. Mình rất là sợ luôn các bạn. Mình sợ mẹ buồn á. Thôi mình không điện đâu. Có gì vậy ta? Bùi bay dao mắt chứ đâu khóc đâu. Ủa con không có khóc nha. Hai bây giờ mình sẽ nằm ở đây. Nằm ở đây chờ cơm chín ăn thôi các bạn ơi.
đây, cơm chín rồi nè các bạn ơi. Đây, trứng của Mau Mau nè các bạn. Nhờ Mau Mau nó đẻ trứng mà mình có trứng ăn để đi học, đỡ phải mua ở ngoài chợ hơn các bạn. Nấu từ đây là ăn tới chiều luôn á. Giờ mình sẽ đập cái trứng của Mau Mau ra. Wow, nóng. Đây, cái trứng Mau Mau mình đã lột xong rồi đây. Dễ ra. Wow, cái chồng đỏ nó nhiều hơn cái chồng trắng á các bạn. Đây nè, rất là ngon luôn á. Bỏ nước tương ra. Đây này các bạn ơi, cơm mình đã nấu xong rồi nè. Còn đây là cái bịch nước mía sớm mình đi học về mình đi ngang mình mua nè các bạn. Nguyên một bịch này á là có 5.000 à, nó rất là bự luôn. Mình uống cỡ nửa ngày mới hết á các bạn. Khi quên mời các bạn miếng nước mía nữa. Có tinh thần ăn cơm rồi. Trứng Mau Mau nó thơm nè các bạn. Wow, nó dẻo nhẹo à. Đây, mời các bạn miếng cơm với trứng Mau Mau của mình nha. Mỗi ngày ở già với mẹ được ăn cơm ngon, hôm nay ăn này tạm bỡ, các bạn cũng ăn chung với mình cho vui nha. Nhưng mà mình thấy ngon mà. Mau Mau buổi sáng này nó cũng đẻ các bạn. Có ngày nó đẻ tới 2 trứng, 3 trứng luôn. Đẻ để nhiều các bạn, là nhiều khi nó đẻ trứng non á. Mau Mau nó đẻ trứng rất là nhiều luôn. Tại mình cho nó ăn uống đầy đủ á. Mình thấy ăn cơm với trứng cũng rất là ngon luôn á. Mời bạn nha. Ăn về một xíu, 12 giờ mình lại tiếp tục đi học rồi. Nó khô kìa. Cái nhà trọ thì nực lắm các bạn ơi. Mình cũng có cái quạt nè, nhưng mà không dám bật. Nếu mình bật thì nó sẽ rất là ồn. Các bạn nghe nó hù hù à. Cho nên là một chút kết thúc video mình sẽ bật cái quạt sau nha. Mời các bạn miếng trứng Mau Mau nha. Để hôm nào về mình sẽ lấy trứng Mau Mau làm bánh ăn nha các bạn. Tại vì trứng của Mau Mau á là cái loại trứng á, nó đẻ không có trống các bạn. Nó cũng không có thành con được nữa. Cái này kiểu như là gà công nghiệp các bạn. Mau Mau cũng kiểu vậy á. Nó không có con trống đạp, cho nên là cái trứng của nó là không có trống. Nó nhạt quá. Thêm nước tương. Hiện giờ nhà trọ về phía sau này nè, nó thoáng mát hơn các bạn. Nó không có tối, nó rất là sáng. Mình rất là thích ở phía sau này luôn á. No nê các bạn ơi. Trời nóng bức quá, đầu cổ bù sủ trơn. Mà mình phải đi tắm gội đầu nữa. Đây mời các bạn miếng nước uống nha. Mình sẽ cố gắng. Cũng sắp về với mẹ rồi. Mấy ngày nữa thôi à. Thì á, có rất là nhiều bạn á hỏi vì sao mà mình học ở trên đây á.
Cũng gần nhà mà mình không về nhà thì nói thiệt các bạn, nói gần cũng không có gần lắm đâu các bạn ơi. Mình đi từ nhà mình lên đây hoặc là từ đây về nhà mình á là 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng lận. Mình tan học buổi chiều ra là 5-6 giờ các bạn, sao có khi là 6 giờ mấy á, thì mình đi về á rất là khuya luôn, cho nên là cha mẹ mình không có cho về. Với lại đường mình ở dưới quê các bạn nó vắng lắm, rất là nguy hiểm luôn, cho nên mình không có dám về buổi tối đó, cho nên là mình phải ở nhà trọ. Nếu mà đi học mà đi về các bạn, sáng nếu về tới khuya thì sáng gần sáng khoảng 4-5 giờ, mình phải tranh thủ mình đi lên đây sớm để mình mới kịp đi học. Nếu như vậy kéo dài hoài các bạn, mình sẽ ảnh hưởng đến việc học rất là nhiều luôn, cho nên mình phải đành mình ở đây nè, mình học xong rồi mình mới về được. Học kỳ 2 này thì mình đăng ký học dồn á các bạn, nguyên mình học nguyên ngày từ sáng cho đến chiều vậy đó, cho nên là từng mình học từ thứ 2 cho đến thứ 4 à, sáng thứ 5 thì mình mới về. Hôm nào mà chiều thứ 4 được cho về sớm á thì mình mới về quê các bạn. Mà không biết tuần này mình học thứ 4 có được về sớm không nữa. Ở sớm là sáng thứ 5 mình mới về đó. Thật sự ra chứ mình cũng không có muốn ở trên nhà trọ đâu các bạn ơi. Ở có mình mà rất là buồn nữa. Ở dưới nhà cha mẹ không có ai nữa nên mình cũng đâu có muốn ở đây đâu. Dù xa cách mấy thì mình cũng cố gắng, nhưng mà tại vì mình sợ ảnh hưởng đến cái việc học của mình đó các bạn, cho nên là mình mới cố gắng ở lại đây thôi à. Nếu mà mình đi về vậy á, nó ảnh hưởng hai bên lận. Ví dụ mình đi về nhà thì mình sẽ không kịp đăng clip các bạn xem nữa. Mỗi buổi chiều về á là mình phải chỉnh clip và đăng cho các bạn xem. Nếu mà cái thời gian mà chỉnh clip đó mình không ở đây á thì mình đi về quê á thì sẽ không có đăng clip cho các bạn xem. Và nếu không đăng clip á thì đồng nghĩa với việc á là mình sẽ không làm ra tiền để trang trải trong việc học với lại lo cho cha mẹ mình đâu các bạn ơi. Thì á mình mong các bạn sẽ hiểu và thông cảm cho mình hơn nha. Thì mình biết là có rất là nhiều bạn thắc mắc và hỏi mình rất là nhiều ở trong bình luận, comment rất là nhiều luôn các bạn. Đôi khi mình không có thời gian các bạn ơi, mình đăng clip lên rồi mình lại tiếp tục làm những công việc khác, cho nên là đôi khi chỉ thả tim cho các bạn được, nhiều khi chả thả tim cùng muộn nữa. Có khi trả lời bình luận được có vài bạn hả, mình biết là nhiều bạn khó tính á sẽ nói mình chảnh này kia, nhưng mà các bạn ơi, mình mong các bạn thông cảm giúp cho mình rất là nhiều. Mình chỉ có thể đôi khi mình quay clip này nè, mình đọc bình luận của các bạn rồi mình nhớ, mình sẽ trả lời cho các bạn hết. Vì á mình cũng hay thời gian cũng rất là hạn chế luôn, mình cũng rất mà muốn trả lời hết các bạn luôn á, nhưng mà thời gian mình hạn chế thì mong các bạn sẽ hiểu để ủng hộ mình với lại Tiểu Bim Bim nha. Mình sẽ cố gắng vài bữa nó về với Tiểu Bim Bim rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi tắm rửa thay đồ và nghỉ ngơi một tí xíu để chiều còn đi học nữa. Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho mình, mình rất là biết ơn các bạn. Bây giờ chắc mình xin kết thúc cái clip tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà bạn nào yêu quý hai chị em mình, nhớ mong là các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh để cho mình có động lực thật là nhiều cố gắng lên đó nha các bạn.